if we sail a little bit high. Chị quay cẩn thận nha, đường xe không. À đây có phòng mạch thú y nè mọi người, có lẽ là mình nên đưa Mỹ Lệ vào đây. Chào cả nhà, đang lựa cài đâu một lát nữa diễn dạng khác. Tại hết cài rồi. Sao có mua gì không? Em muốn mua mà em không có tiền. Cái Thảo kìa, Thảo cho tiền mua Thảo. Mua không? Thôi, tôi muốn mua cái đầm kìa. Đầm nào? Đầm đó. Mua đầm nào? Tôi là rất là thích ăn mít, cho nên là nhiêu tiền? Tự lột luôn. Mít gì ba? 60 năm rồi. 60 năm. 60 năm cuộc đời. 20 năm đầu. Xuân thương không bao lâu. Rồi bỏ bọc không đi. 8 giờ dậy đi quay chưa ăn gì hết, dặn mít. Chắc chắn là một lát sẽ dính. Cô thêm cho con miếng nhỏ đi cô. Để đó thêm đó. Có sao? Thôi đi về. Giờ đi đâu nè? Giờ đi về. Giờ mới quay xong một cảnh, bây giờ sẽ đi di chuyển qua cảnh quay mới. Tao làm cảnh quay trời. Con đang làm gì đó? Đây. Đang chân ngựa. Có đang chân ngựa. Cô chú ơi, đang chân ngựa. Kìa kìa, nhìn lên anh kìa. Lên anh kìa. Tổn gì? Hồi đó thì hồi nhỏ tao vậy đó má. Tao vừa leo lên mẹ tao nè. Làm khùng làm điên gì vậy? Ngồi đây. So. Thôi cái đó không, cái này mình ngồi kiểu. Hay sao cả đàn mình đi chơi ngựa hết vậy? Không cho lên. Em chơi Thiên Nga nha, đây là con Thiên Nga. Mày là phải cởi voi. Như kia kìa. Có voi không? Có voi. Bà chủ nè mọi người, bà chủ có vòng quay ngựa. Đợi đầy đủ đông mới cho tụi nó quay. Giờ đi ngồi đó đi, ngồi đó đợi đầy đủ khách. Buổi trưa mà mọi người biết rồi, cả mấy anh chị em của anh hát Lô Tô Phương Nam đang phơi nắng mọi người. Dạ lúc 11, 12 giờ rất là yêu nắng. Vì vậy con có đủ thằng mặt trời cho mọi người. Bắt cái MV lên nhảy quá trời nhảy luôn mọi người. Hiện tại thì còn đẹp bảy sọ nhảy cái đầu dạ bự thêm luôn mọi người, nở ra. Mọi người ơi, đây là cái thời khắc mà cuối năm. Lẽ ra là người ta phải chia nhau, người ta đi chạy show, người ta đi kiếm tiền một ngày 5-6 show. Còn chị em tụi tôi cancel hết show, đi quay clip coi nè, đôi dép vờ sát hư mẹ nó rồi. Mấy triệu bạc của tôi trời đó coi. Chết rồi. Ê, nhảy vui quá ha, nhảy quá cựu. Nhảy hoài trời. Trời ơi mọi người ơi, với cái nắng cháy da 40 độ. Trời ơi, em có thể cho cả nhà mình luôn á, quay MV của cái Hát Lô Tô Phương Nam. Em tốn hết 10 bộ đồ, dạ mỗi một đồ bộ đồ trị giá là 90k. Dạ bộ đồ bộ nha cả nhà nha. Đây rồi. Bộ đồ hiện tại của em lắc à. Ai chịu gửi? Cái mà lắc lư em đi chơi. Em thật sự là kinh khủng với mọi người, tại vì phải thức khuya thức đêm. Rồi á,
đoàn lô tô người ta mà làm việc là 7-8 giờ tối. Ồ. Người ta làm là mình phải không được quay, rồi tới 1-2 giờ khuya là bắt đầu mấy chị em là phải ngồi lên cho mình mới quay được, chuẩn bị để rồi, quay tiếp. Rồi hai đứa lên rồi quay nào. Lạc đạc ia lạc đạc rớt là đuối mọi người ơi. Lạc lơ quay xong em... rồi tính đi chữa lộn cột tóc đi chữa lộn mà bây giờ bắt đi đi nhậu, để tôi đi nhậu cho mấy bà vừa lòng, tức dễ sòn. Đêm nay đường thay đồ tiếp, thay đồ lại phải thay đồ, đó là chuyện bình thường khi mà mình đi phim. Tại đại dương khổ lắm mọi người ơi, không mình chuyên nghiệp rồi chứ không thành là vấn đề nữa. Để có rồi có những cái sản phẩm cho quý vị đảm á thì là chúng tôi phải đánh đổi hy sinh như vậy đó, dầm mưa giải nắng là nhìn đồ đạc ăn uống cực khổ, đau khổ dữ lắm. Ăn ngủ không có tròn giấc. Cảnh này là Nhi với lại Nga nóng chung phải không? Có một cái dán qua giờ. Nhi với mì. Nhi với mì. Lên ăn đợt này là phải đổi đồ. Đúng vậy, Nhi không có thích. Nói chung là không có cảnh nào mà đợt này là không chung không? Không có chung chả, không có liên quan gì tới cuộc đời nhau. Một chuyện đăng trình chính qua tháng trăm như sai lời trong gian quý tình, tay khi nghe lời em đã lỗi một dân gì đang trông, dù ta hơi lượng dân sao không ghi chữ chung lo tình si sầu đi em đâu cần kéo gương người mẹ ra ra tay là xong ngay, em không bằng à thương đồng chí thề chẳng ta nếu phụ sai nói lời ê chắc chị mặc quần lỡ quá à. Ngắm đồng ngắm ruộng luôn mà có gì chưa xa vợ đâu đi xa lắm cũng đường về đâu dầm dầm có gì không mua à ai chắc để trong này cái văn á ê thì em biết cậu chưa cá tập tồn lên văn á. Nãy giờ hai chị em đi kiếm chỗ cầu tiêu cá. Chạy đi vòng vòng kiếm nhà dân đang ở. Tại vì ở trong sân khấu á hả không có chỗ ở. Tới đêm nay mấy chị em phải ngủ ở đây mà không có chỗ ngủ. Bây giờ phải đi kiếm. Nãy giờ Tâm Thảo với Phạm Phương chuyển chuyển kiếm chỗ ở cho mấy chị em tới nay có chỗ ngủ. Tâm Thảo được ăn cơ chưa? Tâm Thảo đã có mọc rồi. Cả nhà mình biết có mọc là gì. Rồi chào mọi người. Chưa không thấy bộ dòng xi men. Chị thấy chị phát cỡ trắng lá đây cái mặt chị em vui à. Bật lên xíu chị bật ra làm sao á. Đúng rồi đúng rồi. Ủng ơi Sơn ơi. Coi hình cái. Là lấy số đi ra chợ nè. Thôi nay nghỉ bán đi. Đúng rồi, mày ở với thằng kia. Thằng kia vụ hết 40 tờ giấy số. Giờ có bầu luôn. Chị đi đâu vậy chị? Chị mới đi chụp hình Tết về với em. Hello cả nhà. Trong đoàn đang làm đoàn. Hôm nay tất niên của Hương Nam á. Chạy thô quá trời luôn. Thảo mới sắm được bộ vòng. Nè bộ vòng nè. Thấy không? Thôi mọi người đừng có nghe nó rồi, nó rồi gạt nó mới mua bộ vòng có 150 mà chợ à. Thôi, Thảo nói sao về điều này? Đã người ta giá bộ nó nói nó tấm vàng mà tự nhiên nói người ta mượn 150. Thật sự bộ này mua 250 á. Bộ này mua 250, mua 2 bộ 500.000 đang quay MV. Mà chưa có gì hết trơn á, bị bà chủ đoàn bà lấy hết 7 chiếc rồi. Đâu, bà lử rồi hả? Bà ăn cắp hết 7 chiếc rồi, còn có 7 chiếc à.
chết chưa con... bị sởn tóc luôn à. Hôm qua đi hát ở dưới Long Thành á, cái anh kia anh lại nói chuyện, cái xong rồi em cũng lại tình điện em nói chuyện với ảnh, xong rồi cái tự nhiên vợ ảnh á ghen, vợ anh lại đấm đầu sởn tóc ngang luôn. Bây giờ mất đều tóc dài rồi, bây giờ đi quay MV mà bây giờ tóc dày nè, cả nhà coi á, hôm qua anh này buồn lũ tao hết trơn á, người vô đây bị bậm mương hả, chê dằn giả nữa thì đi dằn giả chứ ai nói dằn tiền đâu. Đâu giờ qua hỏi coi bà chủ đàn sao mới lử đồ của em. Em đâu có nói nhóc đâu, chị coi nè, chủ đoàn đó làm nguyên cái đầu mà chờ bự gì đó mà ăn cắp vàng của người ta. Nó cho mày mượn vàng đó. Nè, em đâu có nói dốc đâu, chủ đoàn ăn cắp được quốc của người ta.